Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn game bài mới Playa với tính năng đặc biệt, đó là chơi không cần 3G. Điều này rất là hữu ích khi bạn phải di chuyển đến những vùng không có sóng 3G hoặc là gói cước 3G của các bạn đã hết dung lượng. Tôi test game bài này bằng cách tắt đi tính năng 3G của iPhone. Tôi sẽ thoát game này ra trước. Tắt tính năng 3G của iPhone. Chuyển về tính năng 2G. Như các bạn đã thấy, ở đây trong game bài này tôi có thể đăng nhập bằng nick hoặc là tôi có thể đăng nhập qua Facebook. Ví dụ tôi đăng nhập qua Facebook. Tôi đăng qua Facebook. Trước tiên đây là kho nhiệm vụ của game. Thì tại kho nhiệm vụ này các bạn có thể làm các cái nhiệm vụ để được tiền miễn phí. Tôi thử phần menu. Khi các bạn làm nhiệm vụ và được tiền miễn phí thì các bạn có thể vào ngân hàng để rút thưởng. Đây, tôi đã đăng nhập ngày thứ 8 và tôi có thể nhận thưởng ở đây. Như các bạn thấy thì Playa có đầy đủ các loại game bài mà chủ hiện nay chúng ta hay chơi, như là tiến lên miền Nam đếm lá hay là phỏm. Tôi vào thử tiến lên miền Nam. Ở đây có một bạn mới tôi chơi, vào luôn. Đây là một tính năng rất là đặc biệt ở trong Playa. Chúng ta có thể chuyển sang chế độ xem chơi. Xem chơi tức là gì? Xem chơi tức là các bạn chỉ xem những người này chơi thôi và chúng ta không tham gia chơi. Chúng ta vẫn thể xem chơi. Các bạn có thể vào chơi nếu như bàn này chưa full. Đó, các bạn có thể vào chơi. Chờ ván kết thúc và chúng ta sẽ được chia bài. Tôi có thể kết bạn với những người chơi bằng cách ấn nút kết bạn, gửi yêu cầu kết bạn và chờ người ta chấp nhận yêu cầu kết bạn của tôi. Ở đây tôi có một cái giới thiệu một cái tính năng, đó là cái hệ thống đạo cụ rất là độc đáo ở trong game. Ví dụ tôi có thể tặng hoa này, tôi có thể dục người chơi chơi nhanh bằng cái gõ đinh sẵn sàng chơi. Ok, không giả nữa, thoát như thế này là bị trừ tiền. Không, bạn có muốn từ chối lời mời tiếp theo không? Tôi nghĩ là nên chọn không, bởi vì về sau vào bàn chơi tôi sẽ được mọi người chơi mời lại, như thế tôi rất dễ dàng đến các bàn chơi, tôi không phải chọn bàn nữa. Đây, các bạn có thể chọn bàn ra như thế này, lại có một người mới chơi. Thôi, không chơi nữa. Xem nào. Tôi có thể xem danh sách bạn chơi của tôi. Không người nào online cả. Nếu như có người nào online, tôi có thể chat với họ này. Tôi có thể xem người đó đang ở bàn nào này và đến bàn của họ. Thông báo là người này hiện đang không ở bàn chơi nào. Đúng rồi, người này không online. Ở đây tôi có thể nạp tiền để chế độ coi miễn phí, hoặc có thể nạp bằng các loại thẻ của Viettel Mobile. Tiếp theo tôi có thể đến cửa hàng mua ảnh đại diện. Rất nhiều ảnh đại diện. Tôi có thể mua vật phẩm trang trí.
Tôi có thể mua đạo cụ như là bia và tặng hoa như các bạn vừa thấy, hoặc là bảo bối. Rất là sinh động ở trong game. Ở đây là danh sách các cái tin nhắn tôi đã gửi với bạn bè. Đây là bảng xếp hạng top đại gia. À, tôi đang đứng thứ 12, khá mạnh. Tôi đã giới thiệu với các bạn qua game bài Playa, một game bài với một tính năng rất là đặc biệt, đó là chơi không cần 3G. Chúng ta chỉ cần chơi trên mạng 2G, tức là GPRS. Và trong cái bài này đều đặc biệt là có cái phần ngân hàng cùng với các cái đạo cụ mà chúng ta có thể tương tác với người chơi, làm cho ván chơi rất là sinh động. Trong phần ngân hàng này thì chúng ta có thể chuyển tiền cho bạn bè. Chúng ta có chiếc nón kỳ diệu. Một số nhiệm vụ sẽ thưởng các lần quay ở chiếc nón kỳ diệu. Ví dụ như đây, các bạn thấy tôi còn 2 lần quay nữa. Tôi đã trúng 1.000 coin. 1.000 coin, tôi vào tôi rút thưởng. Nhận thưởng. Tài khoản của tôi đã có thêm 1.000 coin. À, cảm ơn các bạn.